Mến chào cô chú, quý vị và các bạn. Thì hôm nay nhằm thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024, là đầu năm mới, thì kênh YouTuber Phòng Khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và kênh Tiếp Nhận Hồ Sơ Bệnh Nhân Mới của Phòng Khám Cha Tường. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần, tôi xin điểm tin các hoạt động của phòng khám tại đây. Thì phòng khám Cha Tường xin giới thiệu thêm là hoạt động từ thứ hai đến sáng thứ bảy, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Mong các hoạt động khám chữa bệnh, hỗ trợ điều trị, tư vấn bệnh nhân và tiếp nhận bệnh nhân mới đều diễn ra các ngày trong tuần. Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn bắt đầu vô tham quan phòng khám. Xe máy cày chở nước và phục vụ cho bà con. Trước hết mời quý vị và các bạn, các cô chú, các anh chị tham quan cái chỗ hoạt động xây dựng phòng khám. Sáng nay công nhân sau một ngày chủ nhật nghỉ, sáng thứ hai bắt đầu là công việc. Đây là phòng bảo vệ, tiếp tục công việc của mình. Sau đây mời cô chú, quý vị và các bạn tham quan hoạt động khám chữa bệnh cũng như là tiếp nhận bệnh nhân mới luôn. Phòng của thầy Nguyễn Tấn Thanh. Ngồi trong kia cơ mà. Nơi lấy phiếu để khám bệnh như cái gì? Các bệnh nhân sau khi bắt thẻ bảo vệ xong thì vô đây được phát cái phiếu. Thì mỗi mỗi cái phiếu do chỗ thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến, mỗi lỗ có màu khác nhau. Màu xanh lá cây thì cho thầy Quý, màu vàng cho thầy Tiến và màu trắng của thầy Thanh.
thì theo quyển tập cho phòng đắp thuốc, phòng đắp thuốc thì mỗi ngày ha, trung bình từ 80 tới 150 bệnh nhân tùy theo ngày. Mới sáng sớm bệnh nhân cũng chưa được đông. Thầy Nguyễn Thanh Quý đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, đo huyết áp cũng như các hoạt động khám chữa bệnh liên quan. Kính lạy Chúa, kính lạy Cha, cầu mong Chúa Cha phù hộ cho các bệnh nhân mau lành bệnh, sớm trở về với gia đình và cộng đồng. Người thân đang đợi các bệnh nhân về. Đây là phòng thầy Võ Di Tuyến cũng đang diễn ra các hoạt động khám chữa bệnh. Đau như thế nào? Bệnh gốc là gì? Không, cái bệnh nguyên phát là gì? Về phổi hả? Di căn chỗ nào? Không ăn cháo được luôn hả? Uống nước cháo, còn cái thứ là gì không được ăn một cái gì con ạ. Ăn cháo là
Tên đang tiếp nhận một quê cô đâu nhưng mới nằm trên quê ở đâu can. Quê ở Hoài Đức Hà Nội ạ. À. Rồi thì mình sẽ hiểu rồi. Tay chân có yếu không? Mỏi nó đau. Mỏi chân. Bóp tay thầy thôi đi. Bóp cái tay thầy. Bóp từng tay thôi. Rồi. Hết sức luôn. Rồi tay bên này. Rồi bóp mạnh lên. Rồi, rồi tay này mạnh hơn chút. Chân cô có cảm giác không? Không cảm giác gì hết hả? Vâng. Ừ? Tay từ đây cho xuống hả? Cũng thông tiểu. Ừ. Ăn nhẹ được, uống được nhiều ít cháo. Lượng cháo uống được nhiều ít. Cháo một ngày là uống vào 2 lít rưỡi. 2 lít rưỡi hả? 2 lít rưỡi cháo. Uống cũng tốt. Được rồi, để thầy hướng dẫn cho người già đó. Người già đó. Ai là người già? Rồi vô bàn thầy đi, thầy hướng dẫn đi. Cô chịu khó cô nằm đây chút xíu ha. Hồ sơ đâu có cái hình chụp không cho thầy coi cái hồ sơ. Đi từ ngoài đó vô tới đây luôn. Dạng qua. Trưa trưa dần thì các bệnh nhân cũng lần lượt đến khám bệnh. Thank you.
Nghe chị khỏe chưa? Tôi cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân với lúc đầu vô bệnh gì? Dạ. Em tên là Vũ Thị Phượng ạ. Mã số 6684. Lúc đầu em vào đây thì sức khỏe em thì nói chung là nó em bị ung thư vòng họng di căn hạch. Cái tháng đầu tiên vào thì thấy hạch của em nó giảm nhiều lắm. Mà sang cái tháng thứ hai thì thấy là nó cứ trừng lại, nó cứ đứng im vậy, không thấy giảm nhiều lắm. Được 60 ngày thì em đi khám thì bác sĩ nói kết quả máu thì tốt. Cái u thì tại vì trước khi vào đây thì em cũng không kiểm tra ngay từ khi em vào viện ấy. Em kiểm tra trước khi em vào đây cách đây mấy tháng rồi. Nên là em cũng chưa biết là nó giảm hay như nào thì không biết. Mà bây giờ mình ăn uống ngủ nghỉ này là thấy như thế nào? Em ăn thì em ăn tốt, ngủ cũng ngủ được. Thì có là cái khối u thì là nó còn đang to, chưa thấy nó xẹp nhiều lắm. Một tháng đầu thì thấy nó xẹp rõ rệt luôn. Theo quý thầy chẩn đoán tình hình sức khỏe của chị như thế nào? Hôm em được 60 ngày em vào gặp thầy Thanh thì đưa kết quả cho thầy, thầy nói là máu thì tốt. Phần cái hạch thầy nói thì là cái u đấy thì là nó không quan trọng, quan trọng là cái chỉ số máu của mình. Thầy nói thế thì em cứ các đồ của các thầy hướng dẫn thì ăn được, ăn thì ăn kiêng kỹ, không có ăn bậy bạ, không ăn tình. Thầy cứ giữ cái phác đồ của thầy là ăn cháo nano, ăn rau xanh, ăn nhiều. Dạ. Còn chị vô đây lâu chưa? Đã vô gần 3 tháng. Chị cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân với mình bệnh gì mình vô đây? Nguyễn Thị Thắm, mã số 638. Bệnh gì chị? Ung thư vú. Rồi lúc đầu vô đây nó như thế nào, rồi đến thời điểm này như thế nào, có thể chia sẻ? Mới đi khám đúng 2 tháng rưỡi là thầy Thanh nói khối u giảm. Rồi lúc trước khối u lớn nhất là 4,8 mà giờ còn 2,6. Nhưng mà máu ung thư thì còn hơi cao, thầy Thanh kêu gán ở. Rồi tình hình ăn uống ngủ nghỉ bình thường hết. Tại cũng bị di căn xương, di căn phổi nhưng mà nó không có đau. Người bệnh và bệnh nhân cũng đến thắp hương Chúa Cha. Cầu mong cho Pedro Nguyễn Văn Tường phù hộ cho các bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân sớm hồi phục để trở về quê nhà.
Chắc bệnh nhân đang chờ để đắp thuốc nữa. Bệnh nhân cũng bắt đầu đến ngày càng đông. Phòng là tiếp nhận hồ sơ đầu vào và lưu trữ tất cả các kết quả bệnh án của bệnh nhân, cũng như là bệnh án đầu vào, rồi bệnh án sau khi chữa trị thời gian thì cũng lưu trữ tất cả các bệnh án của các bệnh viện mà đã khám cho bệnh nhân. Thank you.